Chào các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh sẽ chia sẻ về chữa lành luân xa đám rối thần kinh mặt trời. Đó là luân xa thứ ba của tất cả chúng ta. Luân xa đám rối mặt trời được gọi là trung tâm năng lượng trong cơ thể của chúng ta vì nó tỏa sáng rực rỡ như mặt trời khi cân bằng bạn đã bao giờ trải nghiệm sự tự tin tự chủ và động lực bên trong trong cuộc sống của mình chưa điều này có thể xảy ra khi luôn xa đám rối mặt trời của bạn khỏe mạnh hài hòa và hoạt động ở trạng thái tối ưu tuy nhiên có nhiều thói quen lối suy nghĩ và trải nghiệm đau thương trong cuộc sống có thể khiến luôn xa đám rối thần kinh mặt trời của bạn bị tắc nghẽn hoặc trì trệ nếu bạn đã từng trải qua thời kỳ nuôi dạy nghiêm khắc bị bắt nạt bị lạm dụng tinh thần tình cảm tình dục hoặc thể chất bạn có thể có suy giảm luôn xa đám rối năng lượng mặt trời luôn xa đám rối mặt trời nằm ở phía trên rốn là trung tâm của sức mạnh ý chí lòng tự trọng và năng lượng chuyển hóa của chúng ta. Luôn xa đám đối mặt trời được liên kết với màu vàng và nguyên tố lửa. Luân xa này chịu trách nhiệm điều chỉnh năng lượng liên quan đến hành động, ý định, danh tính và sức sống. Chữa lành luân xa đám đối mặt trời là thực hành mở, khai thông, làm sạch, hỗ trợ và tăng cường luân xa đám đối mặt trời trong cơ thể của chúng ta cách tốt nhất để biết liệu bạn có cần phải chữa lành và cân bằng luôn xa đám rối mặt trời hay không là chú ý đến suy nghĩ cảm xúc hành động và cảm giác thể chất bên trong cơ thể bạn sau đây là một số dấu hiệu bạn cần lưu ý bạn liên tục cảm thấy mệt mỏi và lười biếng bạn có vấn đề với việc ăn quá nhiều bạn có xu hướng thao túng người khác để đạt được thứ bạn muốn bạn thường xuyên cảm thấy bất lực và yếu ớt bạn có xu hướng trở thành kẻ bắt nạt hoặc thống trị quá mức xung quanh người khác bạn cảm thấy không an toàn và thiếu quyết đoán bạn thiếu tự tin trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống bạn có xu hướng tìm kiếm sự chấp thuận của người khác tức là bạn là người làm hài lòng mọi người bạn có lòng tự trọng thấp bạn có một cảm giác tự cao quá mức nghĩa là một cái tôi lớn nhiệt độ cơ thể của bạn thất thường lúc lạnh lúc nóng bạn có khuynh hướng gây nghiện bạn đấu tranh để đưa ra ranh giới xung quanh những người khác bạn có xu hướng hình thành các mối quan hệ đồng phụ thuộc với những người khác bạn bị rối loạn hệ tiêu hóa hạ đường huyết tiểu đường bạn thường xuyên bị đầy hơi táo bón hoặc đau bụng bạn có thể liên quan đến bao nhiêu trong số những dấu hiệu này trong khi một luân xa đám rối năng lượng mặt trời bị chặn sẽ bị động hoặc tê liệt về mặt năng lượng thì một luân xa đám rối năng lượng mặt trời quá mức sẽ gây hưng phấn hoặc hưng cảm về mặt năng lượng khi bị chặn thì thiếu sức sống chậm chạp thụ động hướng vào trong khi hoạt động quá mức sôi nổi kích động phản ứng hung hăng hướng ngoại do đó nếu luôn xa đám rối mặt trời bị chặn bạn sẽ dễ mắc các vấn đề như mệt mỏi tự ti và kém ý chí mặt khác nếu luôn xa đám rối thần kinh mặt trời hoạt động quá mức bạn sẽ dễ bị ích kỷ kiểm soát hành vi Vậy thì luôn xa đám rối mặt trời cân bằng và khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có những sự tích cực gì? Khi bạn có luôn xa đám đối mặt trời rõ ràng, mạnh mẽ và hài hòa, trước tiên bạn sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân. Bạn sẽ không còn phải vượt lộn với sự thiếu tự tin hay tính ích kỷ hung hăng, mà thay vào đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào khả năng của mình bạn sẽ hiểu rằng bạn có sức mạnh của sự lựa chọn tức là sức mạnh để lựa chọn tư duy của mình và cách bạn tiếp cận cuộc sống và những người khác bạn không chỉ cảm thấy tự tin hơn mà còn có năng lượng và ý chí cần thiết để tạo ra những ranh giới lành mạnh bạn sẽ không còn chìm đắm trong những thú vui thể chất xung quanh những người khác mà thay vào đó bạn sẽ giữ vững lập trường của mình với sự tôn trọng dành cho bản thân và những người khác năng lượng mới tìm thấy của bạn sẽ cho phép bạn thoát ra khỏi khuôn mẫu và thay vào đó thực hiện các mục tiêu và ước mơ của mình với sự nhiệt tình bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tập trung được trao quyền và phù hợp với cuộc sống hãy nhớ rằng việc mang lại những thay đổi này không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều bạn sẽ cần phải chân thành và kiên nhẫn trong sự cống hiến của mình để làm sạch đám rối mặt trời đặc biệt là nếu nó bị tắc nghẽn trong nhiều năm và sau đây là một số phương pháp có tác động tích cực trong việc chữa lành luân xa thứ ba của chúng ta điều đầu tiên thoát khỏi thói quen và chấp nhận rủi ro những thói quen thờ ơ có xu hướng duy trì cảm giác bất lực của chúng ta phá vỡ buồn tẻ của cuộc sống của bạn và thử một cái gì đó mới hãy bước ra khỏi công việc thường ngày và đi khám phá ngay cả những khoản nghỉ nhỏ trong thói quen cũng sẽ truyền cho bạn năng lượng và sức sống một thay đổi nhỏ có thể mang lại cho bạn động lực và năng lượng tái tạo mà bạn cần điều thứ hai cắt đứt quan hệ với những người chỉ trích và tiêu cực. Nếu bạn không thể cắt đứt quan hệ vĩnh viễn với những người coi thường và chỉ trích, hãy cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với họ. Trong khoảng thời gian này của cuộc đời, bạn sẽ được hưởng lợi từ những người hỗ trợ, những người sẽ khuyến khích bạn phát triển chứ không phải những người không ủng hộ bạn và kéo bạn xuống. Hãy nhớ rằng quyền lực nằm trong tay bạn việc quyết định ai là người ở lại và đi trong cuộc đời mình là do bạn quyết định nếu ai đó thường xuyên làm mất uy tín đánh giá thấp hoặc nói xấu bạn hãy thực hiện các bước để thiết lập ranh giới lành mạnh với họ điều thứ ba khám phá những nguồn kháng cự lớn nhất trong cuộc đời bạn bạn liên tục chống lại điều gì bạn sợ cái gì những vấn đề nào tiếp tục quay trở lại cuộc sống của bạn khi đặt những câu hỏi này và khám phá câu trả lời bạn sẽ khám phá ra nguồn năng lượng mất mát lớn nhất trong cuộc đời mình bước tiếp theo là học cách bảo toàn năng lượng của bạn và ngăn chặn sự phản kháng hãy tự hỏi bản thân tôi phải hiểu yêu hay buông bỏ điều gì sẽ giải phóng năng lượng của tôi thông thường, những người có luân xa thứ ba bị chặn, có xu hướng đầu tư một lượng lớn năng lượng để chiến đấu, tránh hoặc trấn áp một cái gì đó. Điều thứ tư, ăn nhiều thực phẩm có lợi cho luân xa thứ ba. Ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo, yến mạch và lúa mạch đen, tất cả đều rất tốt cho tiêu hóa, các loại đậu, thêm các loại gia vị như nghệ, gừng thì là và quế vào thức ăn của bạn vì những loại gia vị này có tác dụng làm nóng cơ thể ngoài ra hãy thêm trái cây và rau màu vàng như chanh chuối ngô dứa và ớt chuông vàng vào kế hoạch ăn uống của bạn thứ năm ra nắng nhiều hơn vì luôn xa đám rối mặt trời được đại diện bởi nguyên tố lửa nên mặt trời là nguồn sinh khí chữa bệnh vô cùng to lớn. Trên thực tế, càng ít vitamin D trong cuộc sống, bạn càng dễ mắc các vấn đề như lo lắng và trầm cảm. Đi bầu buổi sáng, đơn giản dưới ánh nắng mặt trời, hoặc thậm chí thư giãn trong ánh nắng buổi chiều là một cách luyện tập mạnh mẽ cho luân xa thứ ba. Thứ sáu, giải phóng mọi tức giận mà bạn tích trữ bên trong khi được giải phóng cơn giận dữ bị dồn nén có thể giúp bạn giải tỏa đám đối thần kinh mặt trời của mình khá nhanh. Sức mạnh tắc nghẽn của chúng ta thường được thể hiện dưới dạng sự tức giận bị chặn lại. Vì vậy, khi chúng ta giải phóng cơn giận đó, chúng ta có thể tiếp cận lại nguồn năng lượng đó. Hãy thử giải tỏa cơn giận của bạn theo cách lành mạnh như tập thể dục, hát, lắng nghe âm nhạc, viết nhật ký, Điều thứ bảy, sử dụng các loại thảo mộc để giúp xoa dịu và thông thoáng vùng thái dương như hoa cúc, hương thảo, xả và gừng. Thứ tám, đừng nghĩ mình là một nạn nhân. Một trong những suy nghĩ có hại đối với những người có luân xa đám đối mặt trời bị chặn là quan niệm rằng họ là những nạn nhân bất lực và không có khả năng tự vệ của cuộc sống nếu bạn mang tâm lý này nó sẽ biểu hiện thành xu hướng đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của bạn bạn cũng có thể thấy mình liên tục hy sinh nhu cầu của mình cho những người khác những người không phải lúc nào cũng đánh giá cao nỗ lực của bạn có rất nhiều năng lượng được dồn vào việc đóng vai nạn nhân đóng vai nạn nhân rất hấp dẫn vì nó cho phép chúng ta bỏ qua gánh nặng của trách nhiệm bản thân vì vậy Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mình sợ hãi về việc bước lên và đòi lại quyền lực của mình. Nó cần thực hành với lòng can đảm. Điều thứ chín. Hãy lặp lại các lời khẳng định tích cực. Hãy khẳng định sức mạnh cá nhân của bạn bằng cách lặp lại những lời khẳng định tích cực sau. Tôi có thể. Tôi sẽ làm được. Tôi có quyền quyết định. Tôi mạnh mẽ và can đảm tôi nắm lấy sức mạnh của mình. Tôi yêu con người tôi. Tôi đứng lên vì chính mình. Tôi chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Tôi xứng đáng với tình yêu và lòng tốt. Tôi là toàn bộ. Bạn càng lặp lại những lời khẳng định này một cách chân thành, chúng sẽ càng lập trình lại tâm trí vô thức của bạn và do đó mở ra luân xa thứ ba của bạn hãy thử bắt đầu mỗi sáng với những lời khẳng định tích cực. Điều thứ 10. Tự cười với bản thân mình. Khi chúng ta có thể tự cười và tìm thấy sự hài hước trong cuộc sống, chúng ta có sức mạnh. Ngay cả những giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời cũng có thể được truyền tải bằng sự hài hước. Hài hước là một nguồn sức mạnh to lớn và nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống luôn trong trạng thái chuyển đổi không có gì thực sự là vĩnh cửu. Khi chúng ta tìm thấy sự hài hước, chúng ta tìm thấy tự do. Bạn càng nghiêm trọng hơn, bạn càng bị ngắt kết nối với chính mình. Điều thứ 11. Thiền định giúp bạn kết nối với hiện tại, cân bằng tâm trí, giữ chánh niệm. Hãy thực hành thiền định mỗi ngày. Điều thứ 12 buông bỏ những chấp trước không lành mạnh những chấp trước không lành mạnh là nguồn thất thoát năng lượng lớn và thường là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn đám rối năng lượng mặt trời và trì trệ năng lượng sự gắn bó có thể là tình cảm tinh thần và cả thể chất chúng ta có thể trở nên gắn bó với lý tưởng niềm tin ký ức kỳ vọng ước muốn nỗi sợ hãi con người địa điểm và đồ vật sự gắn bó về cơ bản là các dạng năng lượng bị mắc kẹt trong cơ thể và tâm trí của chúng ta đôi khi những phần năng lượng này trở nên dày đặc đến mức dẫn đến những cơn nghiện nguy hiểm cách tốt nhất để phá bỏ một tràng buộc không lành mạnh là tự hỏi bản thân niềm tin này mong muốn này đối tượng này có phục vụ lợi ích cao nhất của tôi không Thời điểm bạn có thể thừa nhận rằng điều gì đó bất lợi trong cuộc sống của bạn là thời điểm bạn có thể bắt đầu quá trình phục hồi. Buông bỏ là học cách tự chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự ổn định và an toàn bên trong. Điều thứ 13. Chăm sóc bản thân mỗi ngày. Lòng tự trọng lành mạnh là một trong những nền tảng của luân xa thứ ba khi bạn chăm sóc sức khỏe cơ thể và tâm lý năng lượng của bạn ngay lập tức trở nên hài hòa hãy nghĩ về những lĩnh vực sức khỏe thể chất tinh thần cảm xúc hoặc tâm linh mà bạn đã bỏ qua nếu không hãy xem xét điều gì đang khiến bạn đau đớn nhất trong cuộc đời và nhắm mục tiêu đó ví dụ nếu bạn bỏ bê cơ thể của mình nó sẽ biểu hiện thành nhức mỏi đau đớn và bệnh mãn tính. Nếu bạn không để ý đến trái tim của mình, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy căng thẳng, tức giận hoặc quá tải. Chăm sóc bản thân là một hình thức yêu thương và tôn trọng bản thân. Hãy nhớ rằng, không ai có thể chăm sóc bạn tốt hơn bạn có thể. Chỉ có bạn mới biết nhu cầu sâu sắc nhất của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Thứ 14 học cách hít thở sâu và lùi lại một bước nếu bạn phải vật lộn với việc thống trị hoặc kiểm soát người khác hãy học cách tập trung vào hơi thở của mình bằng cách hít thở sâu và lùi lại một bước bạn có thể suy nghĩ thực tế về tình huống và con người hiện tại tập trung vào hơi thở cũng sẽ giúp bạn có không gian để đối xử với bản thân bằng lòng trắc ẩn điều thứ mười lăm bạn có thể thực tập yoga. Yoga là một cách mạnh mẽ để thiết lập lại cơ thể của bạn và mọi năng lượng bị ức chế có thể được lưu trữ. Để mở đám rối mặt trời, hãy thử các tư thế yoga như tư thế chó cúi đầu, tư thế bánh xe và hơi thở của lửa. Hãy lưu ý rằng khi bạn thử những tư thế yoga này, bạn có thể gặp phải những làn sóng năng lượng cảm xúc. Đừng lo lắng năng lượng này chỉ được giải phóng như một phần của quá trình bù trừ. Điều thứ mười sáu thực hiện hình dung đám rối năng lượng mặt trời. Hãy tưởng tượng một quả cầu ánh sáng vàng phát quang rung động hoặc xoáy trong cơ hoành của bạn. Cảm nhận quả cầu năng lượng vàng đánh tan mọi tắc nghẽn hoặc dòng năng lượng hung hãn trong bạn. Điều thứ mười bảy thu hút sức mạnh ý chí của bạn bằng cách đặt mục tiêu. Vượt qua sự thờ ơ bằng cách lập danh sách 10 điều bạn muốn hoàn thành và cống hiến hết mình để hoàn thành những điều đó. Danh sách ý chí này có thể phức tạp hoặc đơn giản tùy thích. Ví dụ, bạn có thể muốn cải thiện tư thế của mình, ngủ nhiều hơn, bắt đầu kế hoạch ăn uống mới hoặc đọc một cuốn sách nào đó. Bằng cách đặt mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng thực hiện ý chí của mình hơn. Điều thứ 18 Làm sạch luôn xa đám rối mặt trời bằng tinh dầu Sử dụng các loại tinh dầu như là tiêu đen, quế, hương thảo, cây bách, đinh hương và gỗ đàn hương Bạn có thể cho những loại dầu này vào máy khuếch tán tinh dầu hoặc xoa lên cổ tay khi mà được pha loãng Cuối cùng, bạn có thể sử dụng thần chú RAM cho chính mình. Những rung động của âm thanh này khớp với những rung động của đám rối mặt trời. Khám phá những hiểu biết sâu sắc và thực hành sẽ giúp bạn tiếp cận các cấp độ sâu sắc của tình yêu và tự do. Bắt đầu cuộc hành trình đánh thức tâm linh của bạn ngay bây giờ. Các bạn có thể thực hành và ghi nhận lại trải nghiệm của các bạn. Và các bạn có thể chia sẻ với Quốc Anh qua email saohealing777a.gmail.com Các bạn có thể chia sẻ về những vấn đề mà các bạn đang gặp phải và những điều mà khiến các bạn đang trăn trở trong cuộc sống. Quốc Canh rất trân trọng những cảm xúc từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể like fanpage screenflame Flame 1177 Linh Hồn Sông Sinh để tương tác trực tiếp với Quốc Anh. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.